nhảy đâu, nó ngồi ở mạn thuyền cái nó trôi xuống thôi. Má đồ đánh hết rồi. Hả? Đồ. Anh làm bác sĩ rồi, bây giờ gia đình bối rối không ai qua bệnh viện nữa. Không xin theo mấy cano cho anh đưa ra ngoài chứ. Chú quýnh vô mặt. Chú biết. Như thằng lo gạch đi. Về ngay thằng lo gạch. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà đặt cái này, cái xà lan này nó có liên quan mẹ chứ có người đâu, có người đâu. Alo. Nó bây giờ nói, bây giờ cái vấn đề là về cái chi phí thế nào phải thống nhất nhau. Mà làm sao không thì đấy, thì bây giờ phải rõ ràng bây giờ kể cả coi như mà nó phải có một cái bằng cái phí. Dạ. Chả phải về lâu đây để nắng nồi. Em thua gì viện 20 mà. Viện thì biết thì mẹ đến lúc 11 giờ chưa thấy, 12 giờ chưa thấy lên tin bà. Nó kêu là đặt. Tán chưa cái nhỏ? Mà cái chỗ chưa? Nói là có các tỉnh rồi có phát y rồi lại giám đốc xin bằng đơn hay sao? Con lụng nó nói là lộn nó nói giờ cái